quay lại hướng dẫn bài 3-4. Tại sao cô phải hướng dẫn cả 3-4? Bởi vì là bài 4 nó kế thừa bài 3 và có khái niệm nó các bạn cần phải hiểu, đó là khái niệm abstract, kế thừa ha. Thì cô nhắc lại một chút về kế thừa. Thì hai class bất kỳ có thể kế thừa nhau, hiểu không? Đây, cô lấy ví dụ là đây, cô là tạo 3-4 ở đây, tạo con chapter ở đây, back it 3-4 này. Cô làm một cái ví dụ class A, class B gì đó, hai class bất kỳ có thể kế thừa nhau. Ví dụ class A thì các bạn có thể là có một class B có thể kế thừa class A. Thì cái này là bình thường, hiểu không ạ? Thì kế thừa có nghĩa là những cái gì của A thì B được hoàn toàn thừa hưởng nếu B cho phép. Trường hợp nào không cho phép? Có biết không? À, private, đúng rồi. Nếu anh này để là private, ví dụ như một cái biến string gì đó, string họ tên, anh này không thể nhìn thấy được, đúng không? Ví dụ anh này là có là public voi xuất chẳng hạn, anh này muốn nhìn thấy chữ họ tên không nhìn thấy được. Ví dụ như các bạn gọi tới cái class A, gọi tới cha của B, các bạn có thể dùng từ super chấm xuất không có, không à, họ tên không thấy, hiểu không ạ? Có nghĩa là không share. Cái này private là riêng của cái A thôi, nó không chia sẻ, không chia sẻ thì con không thấy được, hiểu không? Nhưng mà nếu cái này các bạn để các cái loại khác trừ private ra thì nó sẽ thấy. Public thì ai cũng thấy rồi, hiểu không ạ? Protected và default, trường hợp này ta ra đang dùng là default, không biết gì là cứ nghĩ là default, thì anh này hoàn toàn có thấy không ạ? Thấy, hiểu không? Đấy, hoàn toàn nhìn thấy, ok, hiểu không ạ? Nghĩa là con hoàn toàn có thể kế thừa được mọi tài nguyên của cha, với điều kiện là cha không để cái từ khóa private ở trước thôi, hiểu ý không? Ok, cái khái niệm này là khái niệm kế thừa, đúng rồi, cấp độ cao nhất của mình. Vậy mà bây giờ cô xóa đi, cô hướng dẫn bài lab của mình ha. Ok, và bây giờ ta quay trở lại cái bài lab của ta, là bài lắp bài 3 và bài 4. Thì trong bài 3 các bạn để ý là gì đây? Yêu cầu là tạo cái lớp này. Và cái này là một cái thiết kế của lớp. Ta nhìn vào hình, thậm chí các bạn không cần đọc cái này, hiểu không ạ? Cái này là giải thích thêm thôi. Còn nhìn vào đây là tôi phải biết là tôi biết có những cái gì rồi. Cái này được gọi là một cái thiết kế, hiểu không ạ? Thiết kế class. Tuy nhiên ở trong bài này các bạn nhìn thấy là như này, ghét điểm, phương thức ghét điểm là phương thức trừu tượng. Mà trong một class có một phương thức trừu tượng thì class đấy phải là class trừu tượng, hiểu ý không ạ? Đấy, cái này thì trong cái phần trước cô còn nói, nhưng bây giờ cô nói kỹ. Thì lưu ý là class trừu tượng cũng là một class, giống như class khi nãy, nó khác với interface nhé. Class trừu tượng cũng là một class. Thì một class thì chỉ thực hiện được đơn kế thừa thôi, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn khi nãy đặt câu hỏi là tại sao phải override? Thì khi nãy cô nói các bạn rồi, cái override là trường hợp là các bạn đặt ra một số quy tắc cho class con. Class con là bắt buộc phải ghi đề, phải có cái phương thức đấy, thì nó ép buộc phải để là trừu tượng. Đấy, thì ý nghĩa của trừu tượng là gì? Để bắt buộc cái lớp con phải ghi đề lên cái phương thức đó, nghĩa là phương thức đó phải có, không có là nó lỗi. Ngoài ra các bạn có thể thêm một số cái phương thức khác hoặc một số biến khác hoàn toàn thoải mái. Thì cô sẽ giải thích sự khác nhau giữa cái object và interface, được chưa? Giải thích tại sao interface thì nó chỉ có các phương thức trừu tượng thôi, nhưng object thì khác một chút. Thì bây giờ ta khai báo nào. Thì các bạn nhìn vào đây các bạn hoàn toàn khai báo được rồi, hiểu không ạ? Đấy, tôi không cần, cũng không cần làm nhiều,
Chỉ cần vào đây các bạn new class. À, tên là gì ạ? Sinh viên poly đúng không? Đây. Bỏ bớt cái này đi. Và đây các bạn nhìn thấy nè, nó có mấy thuộc tính ạ? Hai thuộc tính kiểu string đúng không? String, string ngành đúng không? Rồi, cái này là constructor đúng không? Để là constructor. String. Đấy, thì ta có là div chấm đúng không? Đúng không? Rồi, có cái này nhá, ghép điểm nè, ghép học lực, ghép điểm trả về double, ghép học lực trả về string và xuất đúng không? Ghép điểm. Double đúng không? Nó lỗi, cứ tạm thời để vậy. Hai là string đúng không? Đúng rồi, lỗi chưa return. Lỗi chưa return nó báo. Đúng rồi, chính xác. Cái này không cần return thì nó không có lỗi đúng không? Ok. Được chưa, xong chưa? Thì ở đây các bạn thấy này, là người ta bảo là cái get điểm phải là phương thức trừu tượng. Mà đương nhiên nó sẽ là phương thức trừu tượng. Bởi vì sao? Làm gì có gì đâu để tính điểm, đúng không? Đấy. Thì phương thức trừu tượng người ta viết sao? Ta bỏ hết cái này đi, không có nội dung, đúng không? Và cái này để chấm phẩy thôi. Và chỗ này phải để là gì đấy ạ? Object. Được chưa? Và chỉ cần trong class có ít nhất một phương thức object thì class đó phải là class object. Hiểu chưa? Thì bây giờ ta so sánh một chút giữa object và interface. Thứ nhất nó là hai loại khác nhau. Object là class, còn interface là interface, hai cái này khác nhau hoàn toàn. Thay vì cái chữ này các bạn để class thì cái này là interface, hiểu không ạ? Nó không dùng class. Cái thứ hai nữa, trong cái lớp object thì cái phương thức trừu tượng của nó nè là bắt buộc phải có từ khóa object. Còn trong interface thì cái lớp, cái phương thức mà trừu tượng của nó không có thuộc tính object. Thấy khác nhau chưa? Nó cũng không có nội dung nè, cứ không có nội dung là trừu tượng rồi. Hiểu ý không ạ? Không có nội dung là trừu tượng. Nhưng ở đây không có nội dung là trừu tượng nhưng lại không có từ khóa object. Trong khi ở đây là có từ khóa object. Thấy sự khác nhau chưa? Cách viết khác nhau, đều là phương thức trừu tượng hết. Bởi vì nó không có nội dung. Nó không có nội dung thì đâu biết cái gì đâu mà làm, đúng không? Thì được gọi là trừu tượng. Nhưng đây bắt buộc phải có từ khóa object nha. Thứ hai nữa, trong cái lớp, trong cái interface, các bạn thấy nó chỉ chứa duy nhất, chỉ chứa cái phương thức object thôi. Hoặc ít nhất nó có, nếu có thì nó có cái biến, chứa biến, nhưng mà static final. À, static. Đấy, ví dụ như là speed, hằng số tính, ví dụ như vậy. Đây, cái này có chữ F, hết lỗi. Static. À, xin lỗi. Đắp thiếu. Tức là nó chỉ chứa được cái này thôi, hiểu không? Còn một biến bình thường nó không chứa được. Lỗi ngay. Thấy chưa? Nó khác nhau cái đấy.
nó chỉ chứa hai thành phần. Nếu là biến thì phải là biến static final, được không ạ? Còn nó không chứa bất kỳ một phương thức khác ngoài phương thức trừu tượng. Ví dụ cô tạo một cái phương thức khác ở đây, ví dụ như public void xuất, nó không có chị, đó là khác nhau interface đấy. Và lưu ý nữa là interface nó không có hàm dựng, hiểu không ạ? Interface không có hàm dựng. Nó làm gì có hàm dựng? Trong này có gì đâu thực thi mà dựng, hiểu không? Cho nên interface sẽ không có hàm dựng nha. Rồi ta quay lại abstract. Abstract thì có thể chứa bất kỳ một biến nào, chứa bất kỳ một phương thức bất kỳ có constructor đàng hoàng ha. Tuy nhiên nó có ít nhất một method abstract là đủ, hiểu không ạ? Ok. Rồi, nhưng cái hàm dựng của anh này vẫn không sử dụng trực tiếp được đâu, hiểu không ạ? Nó có hàm dựng nhưng hàm dựng không sử dụng được trực tiếp được, lý do bởi vì nó có gì đấy ạ? Có cái phương thức trừu tượng. Phương thức trừu tượng mà không thực thi thì nó không cho sử dụng, à nó cũng không được sử dụng. Nó có nhưng lại không được sử dụng, còn anh kia lại không có, hiểu không ạ? À, bởi vậy cho nên bắt buộc muốn sử dụng thì phải là kế thừa, phải có một anh để kế thừa đó. Rồi, cái này ghét học lực thì ta có biết biết đại thôi ha, các bạn có công thức. Và return học lực đúng không? Để học lực em gán đại là nháy nháy đi ha, tính sao? Ok, được chưa? Cái này viết sau nha, cái này cô không viết. Ok chưa? Các bạn viết sau ha. Rồi, thì ta vừa làm được anh này. Con học lực các bạn có công thức để tính nè. Thì cái này là tính là dùng thông qua ghép điểm ha, hiểu không? Ghép điểm. Ví dụ các cô viết thử một cái đây các bạn là if ghép điểm. À, mà bé hơn 5 thì gì đó, đúng không? Okay. Thế học lực bằng gì đó? Học lực bằng, ok, được chưa? Yếu kém gì đó các bạn làm. L if tiếp theo, được chưa? Rồi hàm xuất. Hàm xuất thì để các bạn xuất ra màn hình thông tin thôi. Các bạn xuất ra bình thường, họ tên ngành. Ok, được chưa? Rồi, đấy, xuất ra họ tên, ví dụ system print, họ tên, hoặc là các bạn dùng cái printf được không? Đó. Thì cái này ví dụ như phần trăm s là để họ tên đúng không? Các bạn thích xuất theo chiều ngang đúng không? Phần trăm s, s thì có để là 20s, bình thường nó sẽ cân cân trái, bình thường sẽ cân phải. Muốn cân trái thì phải để dấu trừ, ok. Rồi ngành đúng không? Ví dụ như là 10 hay là 5 trừ hay là phần trăm gì? Điểm đúng không? Ngành là bây giờ điểm đúng không? Phần trăm để double đúng không? Đó là S chấm 1 ha. Để mấy vị trí cho nó, 4 cái vị trí, 5 cái vị trí để dấu trừ. Đó, và phần trăm S. À, học lực là string nhất, học lực phần trăm S để 10 trừ. Rồi, scanner để xuống dòng ha. Chỗ này các bạn enter xuống dòng. Cái này là gì ạ? Họ tên, ghép điểm đúng không? Ghép học lực. Xong, xuất ra một dòng. Nhiều dòng thì các bạn sẽ dùng cái vòng lặp for. Đấy, sau này các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ dùng vòng lặp thôi. Ok, được chưa? Đấy, thì chỉ dùng một cái này thôi, các bạn áp dụng ở sau. Thì bây giờ, đấy là các bạn đã viết xong bài gì đấy ạ? Bài 3, bây giờ sang bài 4. Bài 4 thì cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái single ID thôi.
Còn biz các bạn làm tương tự nhé. Thì sinh viên IT sẽ kế thừa từ lớp sinh viên Poly. Thì các bạn tạo một cái là sinh viên IT đúng không? Các bạn kế thừa STEM sinh viên Poly. Và đương nhiên là bỏ lỗi. Vì sao bỏ lỗi? Bởi vì nó có một cái abstract method ở đây. Nó bắt buộc nó phải override chính xác. Một là các bạn viết, hai là các bạn click vào đây implement. Thấy chưa? Nó bắt buộc phải override. Ok. Không override nó lỗi ngay. Cái thứ hai, một lỗi thứ hai nó xảy ra nữa. Bây giờ giả sử tôi return 0 đây đã. Cái này nó hết lỗi. Nhưng tại sao đây vẫn còn lỗi? Tại sao đây vẫn còn lỗi? Và các bạn thấy nó báo lỗi là constructor. Lý do nó xảy ra như sau. Khi class con kế thừa class cha thì nó bắt buộc phải sử dụng cái constructor của class cha. Nhưng mà cái constructor bình thường nếu các bạn không khai báo thì nó sẽ ngầm định nó sử dụng. Nếu không khai báo thì nó sẽ là như thế này các bạn. Đây. Nếu không, ví dụ cái này các bạn để là class B kế thừa new class đúng không? Ok. Đấy, bình thường nó, tại sao các bạn đặt câu hỏi là tại sao đây nó không lỗi? Nó không hề viết ra nó không bị lỗi. Mà tại sao đây lại là bị lỗi? Hiểu không? Đây cũng không biết tại sao bị lỗi. Thì lý do như sau. Trong trường hợp này nè, thì new class nó sẽ có một cái constructor ngầm định. Hiểu không ạ? New class có một constructor ngầm định là constructor không đổi số. Và anh này cũng có constructor ngầm định là constructor không đổi số. Và anh này nó tự động nó sử dụng. Nếu cô viết từng minh ra nó sẽ là như này nè. Là B super. Nếu cô viết từng minh ra là nó có sử dụng super là constructor của cha. Nhưng constructor của cha mà có dấu mốc tròn này là không đổi số. Có hiểu không? Đấy, nó ngầm định sử dụng. Hiểu không ạ? Nhưng mà trong trường hợp này constructor super không đổi số của cha có không? Không có. Vì sao? Super của cha không có cái loại không đổi số. Bởi vì sao ạ? Khi các bạn khai báo từng minh thì lập tức nó mất đi. Muốn dùng thì phải sao? Khai báo thêm. À, muốn dùng thì khai báo thêm. Một là xóa, ai xóa thì không được rồi, không nên đúng không? Khai báo thêm. Thì các bạn thấy bên này nó lập tức nó hết lỗi. Hiểu không? Nhưng mà đề bài thì không cho. Đề bài nó không có cái này. Không có cái này thì bỏ đi chứ. Đúng không? Đề bài đâu có đâu. Đề đâu có đâu. Cho nên ta sẽ xử lý cách khác. Bên này phải khai báo từng minh. Chính xác không? Thì bên này cô sẽ khai báo từng minh như sau. Ta sẽ có một cái sinh viên IT. Và sử dụng cái của cha là sinh viên Poly đúng không? Super đúng không? Đưa cái có đối số vào. Ví dụ hai cái string đúng không? Hết lỗi chưa? Cái này thì nó ta xử lý sau. Cô để tạm để nó hết lỗi đã. Ok. Thấy các bạn thấy sử dụng cái này là hai đối số này, kiểu chuối. Một là các bạn để null. Các bạn để null cũng được. Hoặc là dấu nháy cũng được. Null là không có gì hết trơn. Nó cũng chịu. Hiểu không ạ? À, trường hợp này giải quyết vấn đề nó lỗi trước rồi. Bây giờ các bạn xem cái thiết kế nè. Cũng tương tự như trên, cô sẽ chỉ các bạn đọc cái thiết kế. Thấy không ạ? Sinh viên IT kế thừa cái này. Và nó có constructor của mấy đối số ạ? 1, 2, 3, 4. Đúng không? À, thì cô đưa vào có mấy biến ạ? 3 biến. Điểm Java, CSS, HTML, double hết đúng không? Nó sẽ có là double. Điểm Java, CSS và HTML. Được chưa? Có constructor có 4 đối số là họ tên, điểm, điểm CSS, điểm HTML. Họ tên,
string, họ tên, gì ạ? Java, double. Ok, được chưa? Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy này. Ở bên simple họ sẽ cần cái truyền vào cái họ tên đúng không? À, thì cô truyền họ tên này vào đấy, đúng cái vị trí này. Thấy chưa? Bây giờ còn ngành thì sao? À, bởi vì nó là ngành IT mà đúng không? Cô có thể gán trực tiếp được không? Ngành IT rồi, gán trực tiếp IT, tội gì phải khai bằng một biến hay nhập làm gì cho nó cực. Bởi vậy các bạn thấy là ở đây người ta để chỉ để có 4 đối số thôi. Hiểu không? Tại vì anh này IT mà cô để luôn là IT. Ổn không? Ổn đúng không? Phải hợp lý đúng không? À, đấy, cái thiết kế này cực kỳ hợp lý. Thiết kế này cực kỳ hợp lý. Và có ghét điểm, đương nhiên có ghét điểm. Xong rồi. Hiểu không? Và ghét điểm tính bằng công thức nào các bạn ạ? À? Điểm ghét điểm nó sẽ thịt gấu 2 Java cộng cái này chia 4 đúng không? Ừ, rất đơn giản. Return 2 nhân Java cộng HTML cộng CSS biến nha, chia cho 4 xong. Dễ không? Ok, rất dễ đúng không? Rồi, các bạn, những bạn khác hỏi cô là nếu không có làm hàm nhập ở đây làm sao cô nhập dữ liệu vào? Thì nhập có rất là nhiều cách. Tại vì đây là đã có constructor để chuyển đổi số rồi. Thì cô thể nhập như sau. Cái này cô xóa đi nhé. Cái này là cô demo các bạn đúng không? Xóa đi. Cô tạo cái chương trình. Class là chương trình. Trong chương trình thì chứa hàm gì? Hàm để chạy được các dung hàm gì ạ? Main. Đúng không? Hàm main. Đấy, trong hàm main thì cô sẽ khởi tạo cái object. Không thể nào tạo của sinh viên poly được. Bởi vì nó là trừu tượng. Bắt buộc phải tạo bằng từ sinh viên IT. Sinh viên IT. SV1 đi không? Bằng new sinh viên IT. À, nó yêu cầu các bạn truyền cái gì đấy ạ? À? Truyền đối số. Một là các bạn gắn trực tiếp. Hai là các bạn sẽ làm gì đấy ạ? À? Nhập trước gắn sau. Thấy không? Đây, ta cũng dùng scanner một cách bình thường. Đúng không? Các bạn khai bỏ biến như là họ tên đúng không? Ta có là string họ tên neckline ha. Đi thôi. 4 biến, các bạn copy 4 cái đúng không? Cái này là điểm không anh không nhập, không anh không nhập. Điểm gì ra ba? Next gì? Double. Cái này là double. Cái này là Java. Chưa? Cái này copy thôi. Cái này là CD. Này là okay. Được chưa? Thấy không? Truyền vào. Cái này là Java. Này là chưa? Rồi các bạn xuất ra nè. Chưa học lực tự tính. Học lực hiện tại đang để nhảy nhảy đúng không? Ok đó, tính xong. Ví dụ như là Duy Trương chẳng hạn.
Java là với 9, 8, 9. IT nè. À cái này khi nãy ta đang return gì? Không. Return không. Ta coi có đúng ta return không không? Nhớ return không rồi. Ý? Là cái điểm này mà chưa có cho cái gì? Override rồi mà. Cái điểm mình chưa làm gì không? Không. Ủa, mình ghi đè lên mà nó ghi đè lên, ghi đè lên nó phải phải tính em. Ủa S là gì? S là ngành mà. Khoan, tao có gì để sai sai. Output khi nãy đâu rồi? Trở lại ha. Java nè. Sao duy chương là tên nè. Sao ngành ở đây, ngành có sức sau mà ta. À ngành IT đúng rồi. Học lực là nhảy nhảy không có gì đúng không? Đúng rồi. Ghét điểm rồi, khoan tôi coi. Là một giờ mấy rồi. Ngủ đây luôn. Đó, tôi chạy về là tới đó, nhà tôi là 12 mấy đó. 12 mấy, 14. Ủa, có gì kia vậy? Đã nhận, à, chưa nhận, biết sao chưa nhận không? Khi cô truyền vào đây, cô chưa gán ngược lại cho nó. Thấy không? Phải làm một cái phép gán ngược lại chứ. Đít chấm ra ba. Hiểu chưa? Đã gán đâu. Hiểu, hiểu ý không? À, đúng rồi, chưa gán. Con tractor này chưa gán thì nó đâu có nhận đâu. Giá trị bằng không, đúng rồi. Ừ. Đúng không? Bây giờ chạy lại cái bài này nha. Có 8.8 chưa? Và cái này khi nãy cô chưa in. Cô để nháy nháy. Các bạn sửa lại chỗ này. Học lực đang để nháy nháy. Hiểu không? Thì các bạn có thể lấy là nếu học lực mà chỗ lớn hơn 8 rồi nó có lớn hơn nó bằng 8 thì xuất ra cái gì đấy? Giỏi đúng không? Ra chứ, đương nhiên là ra rồi. Còn cái kia các bạn viết tiếp. Các bạn thấy không? Thì các bạn lưu ý nè, nó hay ở chỗ này nè. Cái này các bạn viết một lần thôi. Cái sinh viên bully các bạn viết một lần, nó gồm các phương thức này, ghét điểm, ghét học lực và suất này các bạn viết một lần. Và ở sinh viên IT các bạn chỉ cần override ghét điểm thôi, còn ghét học lực các bạn không cần làm nữa, thấy không? Có hiểu không? Suất không làm nữa, nó tự động lấy của cha, thấy không? Các bạn viết sau những cái class sau các bạn viết cực kỳ gọn, hiểu không? Viết rất là gọn. Và từ đầu khi các bạn gọi tới thì nó sẽ gọi tới của cha. Nó thực thi cho các bạn rất là gọn. Ok. Đấy thì đó là ý nghĩa của kế thừa đấy. Và các bạn hiểu một số khái niệm cô vừa nói. Ok. Được chưa? Nhá, những cái kia là viết được ha. Rất dễ.